Tôi đã nói rồi, tiền chưa về tài khoản của tôi. Sáng nay tôi đã trích đi trích lại mấy lần rồi. Sao cô cứ cãi tôi thế nhỉ? Làm ăn thế này à, đừng có nói lần sau nữa nhá. Các cô cứ tưởng chỉ mỗi một mình công ty các cô là phân phối thiết bị y tế trên đất nước này chắc. Được rồi, tôi sẽ sang trực tiếp gặp giám đốc của các cô. Mấy đồng bọ thôi, hoa hồng mấy hoa heo gì mà khất lên mới chả khất xuống mẹ. Lần sau á, tao cạch mặt chúng mày ra. Vào đi. Đã bảo vào đi, gõ cửa mãi mà không vào. Tưởng ai? Cậu làm sao thế hả? Lúc thì xông vào không thèm gõ cửa, lúc thì gõ cửa xong lại không vào là thế nào? Đùa vui chút mà sếp. Vui vẻ cái gì? Đang bực mình đấy. À sếp ơi, sếp. Cái gì? Hiện mấy cái máy thiết bị bên khoa ngoại ấy, nó gặp vấn đề ghê quá. Em... Vấn đề thì cậu phải tự đi mà xử lý. Cậu là người kiểm tra chất lượng cơ mà. Báo cáo với tôi làm gì? Tôi đang có việc đấy. Việc này thì sếp phải đi với em chứ ạ. Hay cậu lạ nhỉ. Nhiệm vụ đấy là nhiệm vụ của ai? Ai là lãnh đạo ở đây? Thiết bị mới nhập về có vấn đề gì thì cậu phải là người chịu trách nhiệm chứ. Cậu hiểu không? Đi mà xử lý đi, nhanh lên. Thế ông thì vô can à? Hay cậu nói cái gì thế hả? Trách nhiệm không thuộc về cậu thì thuộc về mấy ông bảo vệ ở ngoài cổng kia hả? Này, tôi không ngu như ông nghĩ đâu nhá. Đúng, cậu không ngu, nhưng mà từ nãy đến giờ cậu nói như một thằng ngu thực sự. Cậu hiểu chứ? Cái gì? Ông bảo anh ngu? Chính cậu chứ còn ai. Ngu này. Đồ tiểu nhân. Mày. Mày nhớ cái mặt tao nhá. Bố không nghe máy hả mẹ? Con học bài đi. Về muộn thì cũng phải báo cho vợ chứ. Nói bao nhiêu lần. Còn bài này hả con? Vâng ạ. Nhưng mà bài này dễ lắm. Con làm nhoang một cái là xong. Bài tập con phải làm cẩn thận chứ. Nhoang là nhoang thế nào? Anh Quân. Bố sao thế hả mẹ? Anh ăn uống gì chưa? Mà anh lại uống rượu đấy à? Có chuyện gì anh nói em nghe xem nào. Anh, có chuyện gì thế? Em đừng hỏi nữa. Anh chỉ mệt một chút thôi. Để cho anh ngủ. Alo, anh à, nhớ chồng thì gọi điện thoại hỏi thăm thôi.
thì tối qua thấy bố tâm trạng nên mẹ hơi lo. Anh không sao đâu. Thỉnh thoảng anh dỗi hơi điên điên khùng khùng như thế mà. Ố, thế em vẫn bất ngờ với anh à? Mà thôi, anh đang bận chút việc nhé. Anh Quân ơi, hay anh xin lỗi sếp một câu đi. Anh định nghỉ việc thật đấy à? Thì có quyết định rồi đấy thôi. Quyết định cảnh cáo thôi mà anh. Tại sếp mình cứ lu loa lên nên ban giám đốc mới đưa ra quyết định đình chỉ công tác tạm thời thôi mà. Mà anh biết đấy, cơ của sếp mình to lắm, tận bộ cơ, đến giám đốc cũng phải ớn nữa là tụi mình. Thôi anh nhún đi, anh mà nghỉ việc thì tụi em buồn lắm. Anh không làm sẽ có người khác làm thay, đừng lo em nhé. Thôi anh đi đây. Anh Quân. Alo, dạ, nhà tôi vừa đi ra ngoài mua tờ báo ạ. Anh Tuân ạ. Vâng vâng, chào anh ạ. Dạ, cảm ơn, tôi vẫn khỏe ạ. Dạ. Sao, có chuyện gì thế ạ? Ôi dồi ôi, sao thằng Quân nhà tôi nó lại làm thế ạ? Thế cụ thể tình hình thế nào hả anh? Anh cứ nói cho tôi được biết ạ. Vâng vâng. Ai gọi đấy hả bà? Thế thì có chết không cơ chứ thì. Cái thằng này láo quá cơ. Vâng vâng. Thế bây giờ người ta quyết định đuổi việc nó rồi hả anh? Tôi vâng. Hỏi bà là ai gọi đấy. Vâng vâng, tôi biết rồi. Thế có cái gì thì anh cứ nói cho tôi biết nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ. Sao? Ai gọi mà bà có vẻ hưng phấn thế? Người sắp hưng phấn chính là ông đấy. Thế có chuyện gì? Cái thằng con rể quý hóa của ông ấy đang gây họa ở bệnh viện kia kìa. Đang bị người ta cho thôi việc tạm thời rồi. Nãy là bác Tuân gọi điện đấy à? Sao bà không chuyển máy cho tôi? Bà này, hay thật. Ai nghe mà chả như thế. Cùng một sự việc cả thôi. Alo. À, anh Tuân à? Vâng, tôi là bố cháu Quyên đấy ạ. Vâng, vâng, vâng. Thằng Quân nhà tôi có chuyện gì phải không anh? Vâng, 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 vâng. Nhưng nguyên nhân làm sao hả anh? Thôi thế này đi. Anh có rảnh không? Lát nữa tôi muốn mời anh đi ăn cơm trưa, rồi chúng mình nói chuyện nhé. Dạ, vâng, vâng. Thế thì tốt rồi ạ. Vâng, vâng. À đúng rồi. Cứ đến cái quán đó. Vâng, vâng. Dạ, vâng, vâng. Chào anh. Vâng. Đúng chưa? Đúng sai cái gì? Ông đi đâu đấy? Tôi không ăn cơm nhà đâu. Bà đừng có nấu. Nhưng ông đi đâu? Đi đâu thì bà hỏi làm cái gì? Ông không nói thì tôi cũng biết rồi nhá. Ông lại đi gặp bác Tuân để xin xỏ cầu cạnh bác ấy cứu giúp thằng con rể trời đánh của ông chứ gì. Bố. Mẹ, bố mẹ lại cãi nhau đấy à? Cái thằng anh rể của mày ấy, chả biết làm ăn thế nào mà đánh nhau với cả lãnh đạo bệnh viện. Để bây giờ người ta cho giấy thôi việc tạm thời rồi kia kìa. Thế mà bố mày lại mặt mo đi lệ lục xin xỏ cho nó ấy. Thật không hả mẹ? Thế mày nghĩ tao nói dối à? Anh Dân. Gì? Anh biết vụ anh Quân đấm trưởng phòng chưa? Đấm trưởng phòng nào? Đấm trưởng phòng của em á? Không phải, trưởng phòng của bệnh viện anh Quân ý. Sao lại đấm? Thì em biết đâu được đấy. Thấy ông viện phó gọi điện cho bố em phản ánh. Và bây giờ bố em đang cuống hết cả lên đi gặp ông ấy để giải quyết hậu quả kia kìa. Mà anh làm sao đấy? Chả sao cả. Mà sao cái ông này lắm chuyện thế không biết.
đang rối hết cái lên rồi đây này. Mà em gọi điện cho ông ấy chưa? Em gọi rồi, nhưng mà anh ấy không nghe máy. Hay là anh thử gọi xem thế nào? Ui. Sao rồi anh? Không thèm nghe máy. Mà thôi kệ ông ấy. Lớn rồi ấy, tự biết cách mà lo cho bản thân. Mà em thử gọi cho bà Quyên xem, để vợ chồng bà ấy đi mà giải quyết. Anh đúng là loại động vật máu lạnh. Em báo với chị Quyên rồi, nhưng mà chị Quyên gọi, anh Quân cũng không nghe máy. Thế mới sốt ruột, không biết cụ thể sự việc như thế nào. Báo với anh, muốn anh cùng xoắn vào tìm hiểu, thì anh lại cứ thờ ơ như không ấy. Anh với chả em. Em đang dạy khôn anh đấy à? Anh đáng điên đấy nhá. Cái ông này ấy, chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm thôi, chả có lý lẽ gì hết. Mà thôi, em đi về đi, để cho anh vào làm việc. Sang đấy à con? Dạ. Con làm sao đấy? Con mệt à? Con hơi mệt chút thôi. Thôi chết, con mệt thế nào? Đau ở đâu? Con phải đi khám ngay đi. Mang tiếng làm ở bệnh viện mà chả chịu quan tâm đến sức khỏe của mình bao giờ. Con không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Mẹ làm gì thì cứ làm đi, kệ con. Để con nghỉ một lát. Con không sao thật chứ? Thật. Mẹ cứ ngồi nhìn con thế này thì con ngủ làm sao được. Thế thôi, con nghỉ đi, để mẹ pha cho con cốc nước cam. Mẹ ạ. Con ra đây, mẹ bảo. Thằng Quân nó bị làm sao thế? Hai vợ chồng chúng mày lại cãi nhau đấy à? Bọn con không sao đâu mẹ ạ. Tự dưng nó sang đây, nằm vật ra, làm mẹ hết cả hồn. Con nói cho mẹ nghe đi, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ sốt ruột quá. Anh ấy gặp một chút rắc rối ở bệnh viện thôi, mẹ đừng lo. Rắc rối gì? Cũng không có gì đâu ạ. Thôi, để con đi đón cháu đã. Mẹ cứ để cho anh nghỉ ngơi. Thế thôi, con đi đón cháu đi. Để lát nữa nó dậy, mẹ sẽ truy xét xem thực ra nó đã gây ra chuyện gì. Vâng. Đi đi con. Thôi, con đi đây, con chào mẹ. Thế còn không ngủ nữa à? Mày đã gây ra chuyện gì ở trong viện thế hả Quân? Có chuyện gì đâu mẹ. Làm sao thất bại? Cứ người này nói, người kia nói. Cuối cùng không khéo con thành thằng sát nhân cũng nên. Mày làm mẹ lo lắm. Việc to hay nhỏ thì mày cứ nói ra xem nào. Con với trưởng phòng con mâu thuẫn trong việc giải quyết công việc. Mai đến bản bạc, thương lượng lại là xong ấy mà. Trưởng với phó có mâu thuẫn với nhau trong xử lý công việc là chuyện hết sức bình thường mà. Nhưng người ta là lãnh đạo của mình, quyền hành của người ta hơn mình. Con cũng đừng có bạ đâu phát ngôn đấy, rồi mang vạ vào thân ý.
Làm ở cơ quan nhà nước là phải cẩn thận mồm miệng lắm. Vâng, con biết rồi. Thôi, con đi về đây.